Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ngày phán quyết đang diễn ra, ông Chủ tịch Phúc sẽ chiến hay hàng? Thế và lực mỏng, yếu huyệt thì lộ rất nhiều, đang có nhiều đối tượng ngắm vào chiếc ghế của ông Chủ tịch nước. Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang đối mặt với rất nhiều khó khăn với ba chân trụ khác nhau. Kỳ hội nghị Trung ương lần thứ 6 này xem như là ngày phán quyết, tuy nhiên ông Chủ tịch nước có bị phán quyết trong những ngày này hay không là điều mà nhiều người đang quan tâm. Có những hội nghị trung ương chỉ diễn ra 2 ngày là hết việc. Tuy nhiên, kỳ hội nghị trung ương 6 này diễn ra đến 1 tuần. Điều này cho thấy đấu trường chính trị tại Việt Nam đang có nhiều trận đấu cam go khốc liệt trong đảng. Chính sách kinh tế xã hội trong 6 tháng tới là việc phụ, việc chính là ai thách đấu ai và ai giành lấy đai vô địch của đối thủ và ai bảo vệ được đai vô địch thì sau 6 ngày nữa sẽ biết rõ mà thôi. Đây là hình ảnh hội nghị Trung ương 6 hứa hẹn có phim hay. Trước đây, có ông Phạm Bình Minh cũng nhắm vào chiếc ghế Chủ tịch nước để thoát khỏi giới hạn về tuổi tác cuối nhiệm kỳ. Tuy nhiên, cho đến nay, tham vọng của Phạm Bình Minh xem như tắt. Việc trụ lại chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực đối với ông Phạm Bình Minh xem như đã khó, chứ nói gì đến việc tranh đoạt quyền lực. Vì thế, ông Chủ tịch nước mất bớt một đối thủ. Tuy nhiên, đối thủ chính tranh đua giành chiếc ghế Chủ tịch nước hiện nay được cho là quá mạnh. Điều đó sẽ làm khó trong Chủ tịch nước không hề ít. Ông Phạm Bình Minh xem như rớt đài. Tuy vậy, vẫn còn đó Võ Văn Thưởng, một nhân vật trẻ tuổi cũng đang khát khao vào tứ trụ, bởi ông Thưởng hiện là Thường trực Ban Bí Thư, rất gần với các vị trí trong tứ trụ. Có người thì đánh giá rằng Võ Văn Thưởng là ẩn số, rất khó đoán định. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thì đang rất khát khao được ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước để cũng để thoát khỏi giới hạn tuổi tác ở cuối nhiệm kỳ. Hiện nay, ông Tô Lâm tự bản thân điều tra sai phạm ở vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu cho ông Tổng Bí Thư để ông có công cụ triệt hạ ông Chủ tịch nước. Hồ sơ tuy chưa hoàn thiện nhưng cũng khá nặng ký, một số nhà phân tích đánh giá như vậy. Đây là hình ảnh đương kim Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Về phía ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, như tờ Thời báo.d đã từng phân tích, tuy ông ăn vụng và hay nói bất đồng, bất cứ khi nào đi các tỉnh, ông đều nổ cả, nhưng nhãn quan chính trị của ông tốt và ông thường có những thủ đoạn rất hiểm. Có thể ông Chủ tịch nước có nước cờ gì đó mà nhìn bên ngoài không hề biết. Ông Phúc hay giấu đòn rất tốt, nên có người đánh giá cửa làm nên Tổng Bí Thư của ông Chủ tịch Phúc vẫn còn dù khả năng không cao. Trong lúc việc lật chiếc ghế của ông Chủ tịch nước đã được sẵn sàng, tuy nhiên phía ông Chủ tịch nước vẫn chưa thấy có động tĩnh gì rút lui. Không biết với thân cô thế cô như lúc này, ông Chủ tịch Phúc sẽ vận động người ủng hộ ông trong Trung ương Đảng là những ai? Nói gì thì nói, ông Chủ tịch Phúc đã từng qua 5 năm kinh nghiệm làm Thủ tướng, nắm một chính phủ với hơn 30 bộ và cơ quan ngang bộ, thì vây cánh của ông Thủ tướng ở tầng dưới cũng không hề nhỏ. Trước đây, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng có thời làm ăn kinh tế, đặc biệt là con gái ông Dũng dường như đã dựa vào chức vụ và quyền hạn của cha khi làm thủ tướng đã có những mánh làm ăn rất lớn, và từ đó con gái ông Dũng đã xây dựng nên đế chế tài chính mạnh như ngày hôm nay. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng lặp lại những gì ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng làm. Vì thế, việc bứng ông Phúc ra khỏi chiếc ghế e là không dễ như hạ một ủy viên Trung ương Đảng. Và liệu rằng ông Tổng Bí Thư và Bộ trưởng Bộ Công an có thành công hay không? Đây là hình ảnh võ sĩ thách đấu Tô Lâm. Hội nghị Trung ương 6 đang diễn ra rất quyết liệt, diễn biến trong những ngày gần đây có những bất ngờ và dấu hiệu cho thấy ông Chủ tịch Phúc chiến chứ không đầu hàng. Nếu ông bị loại khỏi chiếc ghế đấy thì là kết quả là ông tuột mất trụ. Hầu hết khi vào tứ trụ ít ai chịu từ bỏ quyền lực của mình. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng đã già yếu từ lâu. Giờ ông mới thừa nhận là ông bất lực. Với những gì ông Tổng Bí Thư đã làm nhiều năm nay, người ta luôn nghĩ ông là người có sức mạnh tuyệt đối. Từ khi loại được đối thủ Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vũ đài chính trị thì ảnh hưởng của ông Tổng không có đối thủ được duy trì đến nay đã được 7 năm và hứa hẹn ông sẽ giữ vị thế độc tôn này ít nhất trong khoảng 3 năm nữa. Lò công trọng dựng lên đã đốt được rất nhiều nhân vật. Tuy nhiên, có những nhân vật mà gần như ông Trọng bất lực
dù cho ông có làm mọi cách đi chăng nữa. Nhân vật thứ nhất đó là Nguyễn Tấn Dũng. Dù cho ông Dũng không còn nắm quyền lực, nhưng việc đưa ông Dũng vào tù là bất khả thi. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6. Mặc dù ông Trọng đã làm rất quyết liệt để chạm đến cửa nhà ông Nguyễn Tấn Dũng, trong đó ông đã đốn ngã rất nhiều tay chân thân tín của Nguyễn Tấn Dũng trước đây như Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, v.v. Kể cả việc ông Trần Bắc Hà đã chết một cách bí ẩn trong trại giam, thì ông Dũng cũng không mảy may lo sợ. Thậm chí gì bây giờ, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn dường như thách thức ông Trọng hỗ trợ ông Thủ tướng Phạm Minh Chính chống lại những đợt pháo kích của ông Tổng. Nếu nói ông Dũng là đối thủ ngang tài, ngang sức với ông Tổng bất lực thì không có gì đáng chê trách. Đằng này, ông Tổng cũng không thể nào đưa được Hai Nhật, tức là Lê Thanh Hải vào tù, mặc dù sai phạm ở Thủ Thiêm thì đã rành ra đó. Tam trụ ăn đất Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa là một cái kiềng ba chân rất vững chắc. Ông Tổng bấy năm nay 5 lần 7 lượt công vào nhóm này, nhưng họ thì vẫn cứ trơ trơ như không có chuyện gì xảy ra. Đây là sự bất lực đáng xấu hổ, bởi ông Lê Thanh Hải chính là cựu ủy viên Bộ Chính trị, chứ không phải đương kim, mà ông Hải lại chưa từng đứng vào hàng ngũ tứ trụ. Ông Trọng đã cho bắt em ruột của Lê Thanh Hải để điều tra mà vẫn không hề có kết quả gì, rồi bắt luôn cả Tất Thành Cang để điều tra, thì vụ án ăn đất cả Thủ Thiêm cũng vẫn không đi đến đâu. Trong bộ tam trụ ăn đất, Lê Thanh Hải là chủ đỡ cho hai nhân vật còn lại. Nếu bứng được Lê Thanh Hải thì hai trụ kia sẽ tự khắc ngã nhào. Nhưng rồi ông Trọng cũng phải bất lực với Hai Nhật khét tiếng. Ông Nguyễn Văn Nên là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ hỗ trợ ông Trọng dọn dẹp sạch các vụ án ở Thủ Thiêm. Nhưng đến nay ông Nguyễn Văn Nên chỉ mới sờ đến Tất Thành Cang mà chưa thể làm gì được tam trụ ăn đất khét tiếng kia. Quả thật ông Trọng đã bất lực với trường hợp này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng thừa nhận bất lực. Vào sáng ngày 3 tháng 10, Hội nghị Trung ương 6, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã phải thừa nhận sự bất lực của ông. Ông nói rằng, chưa kiểm soát tốt quyền lực trong công tác cán bộ. Thực tế, ông đã không thể kiểm soát nổi những đối tượng mà ông đã lên lịch triệt hạ trong nhiều năm nay. Càng ngày, ông Trọng thì càng già và càng yếu. Và thực tế là quyền lực của ông cũng đang ở bên kia sườn dốc, mặc dù ông vẫn là thế lực mạnh nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Ông Phạm Minh Chính là thế lực đang lên nhưng gặp phải sóng gió. Tuy nhiên vào thời gian tới có thể thế và lực của ông Thủ tướng sẽ được phục hồi, thì lúc đó tương quan lực lượng sẽ không như bây giờ. Dường như để chứng tỏ cho ba tánh biết rằng ông chưa bất lực thì điều quan trọng nhất bây giờ là xuất phế được một chân trụ trong tứ trụ. Và nếu ông làm được như thế thì lực của ông Thủ tướng cũng phải dè chừng, ông mà không dám làm càn. Không biết rằng trong những ngày sắp tới, ông Tổng sẽ làm gì với ông Chủ tịch nước hiện nay. Đây là hình ảnh Lê Thanh Hải, biểu tượng của sự bất lực của ông Tổng Nguyễn Phú Trọng. Chiếc ghế Chủ tịch nước là ghế yếu nhất trong tứ trụ hiện nay mà ông Tổng không loại bỏ được, thì ông chỉ có thể là sức mạnh của ông với nhóm ủy viên Trung Đảng, còn với tứ trụ thì ông vẫn còn đang bất lực. Còn nhớ vào năm 2018, khi đó ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang bám vào ghế, ông vẫn bứng được. Liệu với ông Chủ tịch Phúc có bám được hay không, hay lại bất lực? Chúng ta hãy cùng chờ xem.